chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lồng đèn dùng để trang trí cho dịp Tết Trung Thu, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng để mình trang trí cho nhiều không gian khác nhau, hoặc là những ngày lễ lớn cũng được ha. Thì do năm nay là năm con rồng nên mình sẽ có trang trí thêm hai cái sừng rồng ở hai bên cho phần lồng đèn của mình nó có điểm nhấn hơn. Mẫu này thì các bạn cũng có thể tăng giảm size tùy thích. Mình có thể giảm size để làm móc khóa cũng được, hoặc là tăng size để mình có thể trang trí cho những không gian lớn. Những phần nào mà cần tăng size thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong video này luôn ha. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Khi có được 7 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Lưu ý mỗi lần kết thúc vòng các bạn sẽ kéo dài sợi len lên một tí, sau đó nghiêng cái đầu len qua phía bên tay mà mình cầm kim móc, kéo thật mạnh lại để cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Thì khi mình kết thúc vòng móc lên các cái hàng móc khác, nó sẽ không có bị điểm G ở những cái điểm mà mình kết thúc nè. Sau đó kéo thật mạnh gần lại và móc lên một mũi móc xích, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại để vòng tròn của mình nhỏ lại ha. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên. Vòng đầu tiên có 7 mũi móc đơn tạo ra 7 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là 2 mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mình sẽ móc mũi tăng vào các cái chân móc này ha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu, móc vào đây mũi tăng là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Tiếp tục chân thứ hai cũng tương tự, móc vào 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba cũng móc mũi tăng. Chân thứ tư tương tự, móc mũi tăng. Chân thứ năm cũng móc mũi tăng. Chân thứ sáu, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân thứ bảy là chân cuối cùng cũng móc cho mình mũi tăng ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta sẽ có được tổng cộng là 7 mũi tăng, mình sẽ có 14 mũi móc đơn. Kết thúc tiếp tục đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ là kéo dài sợi len lên, sau đó là nghiêng sợi len về hướng tay mình cầm kim móc, kéo thật mạnh lại cho cái mũi dời nhỏ lại. Sau đó kéo lại cho cái đầu kim sát với mũi móc và móc lên một xích. Vòng móc thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng thứ hai ha, móc vào mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Một mũi đơn sau đó là mũi tăng. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có nè, mũi móc đơn vào chân kế bên. Sau đó sẽ là mũi tăng vào chân kế tiếp. Ta sẽ hoàn tất được cụm thứ hai ha, móc tương tự cho đến cuối vòng. Móc đến cuối vòng thì hai chân cuối cùng cũng tạo cho mình được cụm thứ 7, cụm cuối cùng ha. Một móc đơn sau đó là mũi tăng. Hoàn tất đến cuối vòng, đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Kéo thật mạnh cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Vòng móc thứ tư các bạn sẽ tăng cho mình tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi. Thì ở cái vòng thứ ba của mình đang có là một móc đơn sau đó là mũi tăng ha. Thì các bạn sẽ tăng tịnh tiến cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân. Tức là ở đây mình có một mũi móc đơn là cái số mũi móc đơn lẻ nè. Thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình lên một mũi so với cái vòng này. Mình sẽ có là 2 mũi móc đơn mỗi chân. Các bạn sẽ móc cho mình 2 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Sau đó chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã có được 2 mũi móc đơn, tăng được hơn hàng phía dưới một mũi ha. Thì tiếp tục cái chân móc kế tiếp sẽ móc cho mình là mũi tăng. Mũi tăng tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Mình sẽ có được cụm móc như thế này, 2 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Nhưng mà ở cái công thức này các bạn để ý cho mình nè, ở hàng móc này cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân đang là số chẵn. Thì 2 mũi là số chẵn ha, mình có thể đảo công thức ở cái vòng móc này. Thì cách đảo công thức các bạn sẽ chia đôi cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này ra. 2 mũi chia đôi ra, mỗi bên sẽ là 1 mũi. Mình sẽ đưa cái mũi tăng vào chính giữa ha. Các bạn có thể đảo cho mình như sau. Ta sẽ móc mũi móc đơn vào chân đầu tiên trước. Chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mũi tăng. Chân thứ ba sẽ móc một mũi móc đơn. Như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm móc như thế này. 1 đơn, 1 tăng và 1 đơn. Cộng lại mình cũng có 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mình sẽ có là 1 móc đơn, 1 tăng và 1 móc đơn cho mỗi cụm ha. 1 đơn nè, sau đó là 1 tăng và 1 mũi đơn vào chân kế bên. Ta có được cụm thứ hai ha. Tương tự cho đến cuối. Sau khi móc đến cuối thì 3 chân móc cuối cùng cũng tạo cho mình cái cụm cuối cùng. 1 đơn, 1 tăng, sau đó là 1 đơn. Kết thúc vòng móc này thì mình cũng có tổng cộng là 7 cái cụm móc như thế này, tăng được 7 mũi cho vòng này. Kết thúc vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc 1 mũi dời. Guốc lại, sau đó móc lên 1 mũi móc xích. Đến vòng móc kế tiếp thì tiếp tục dựa cho mình vào vòng móc bên dưới và mình cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên 1 mũi. Hàng này của mình là 2 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì mình đảo công thức ha. Hàng kế tiếp các bạn tiếp tục móc cho mình là 3 mũi mỗi chân, tăng tịnh tiến so với hàng phía dưới 1 mũi. Móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân là 1 mũi nè. Chân đầu tiên 1 mũi móc đơn. Chân thứ hai 1 mũi móc đơn. Chân thứ ba cũng móc 1 mũi móc đơn. Sau đó kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng vào chân thứ tư ha. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và để ý ở cái cụm này mình có 3 mũi mỗi chân thì 3 mũi là số lẻ, các bạn sẽ không cần đảo công thức cho mình ha. Mình cứ móc 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì 4 chân cuối cùng cũng tạo cho mình được cụm thứ 7 ha, cụm cuối cùng. 3 mũi mỗi chân nè. Sau đó sẽ là mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng. Kết thúc vòng móc này thì mình cũng có được tổng cộng là 7 cụm móc như thế này, tăng được 7 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng. Vòng kế tiếp thì cũng tương tự như vòng bên trên, ta tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ. Ở đây mình có 3 mũi thì vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình là 4 mũi ha. Tăng hơn so với cái vòng mà mình vừa móc 1 mũi nè. Tiếp tục móc 4 chân liên tiếp, mỗi chân là 1 mũi ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai vào chân thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Khi có được 4 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Các bạn có thể móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, hoặc ở cái vòng móc này mình sẽ đảo công thức. Do cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân của mình nó đang là số chẵn nè. Ở đây mình có 4 mũi ha. 1, 2, 3 và 4 thì 4 là số chẵn. Các bạn có thể đảo công thức cho mình bằng cách chia đôi cái số mũi móc đơn lẻ này ra. Mình sẽ có mỗi bên là 2 mũi. Các bạn sẽ đưa cho mình cái mũi tăng vào chính giữa. Thì mình có thể đảo như sau ha. Mình sẽ móc 2 mũi móc đơn mỗi chân trước. Sau đó chân kế tiếp móc cho mình là mũi tăng. Còn 2 mũi móc đơn nữa, móc cho mình 2 chân kế tiếp ha. Như vậy là để đảo công thức thì mình sẽ có được cụm như thế này. 2 mũi mỗi chân, mũi tăng và 2 mũi mỗi chân. Cộng lại ta cũng có được 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Cứ tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên 1 mũi. Và các bạn sẽ đảo công thức cho mình ở những hàng móc có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn nha. Còn những cái hàng móc mà có số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là số lẻ thì mình cứ móc bình thường như theo công thức. Tức là móc số mũi móc đơn lẻ trước, sau đó mới móc mũi tăng. Còn mình chỉ đảo công thức ở những hàng móc có số mũi móc đơn chẵn thôi ha. Những bạn nào tăng sai thì các bạn cứ tăng cho mình thêm nhiều vòng móc như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái lồng đèn của mình ha. Thì mẫu lồng đèn của mình nó sẽ có đường kính tầm khoảng 8 cm. Những bạn nào mà tăng sai thì có thể thêm nhiều hàng móc hơn ha. Size này thì mình sẽ dừng lại ở hàng móc với 5 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng nè. Mình sẽ có cụm cuối cùng ở vòng này là như thế này. Thì sau khi đã hoàn tất cho mình được cái độ rộng của cái lồng đèn rồi thì các hàng kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. thì mình sẽ không cần dựa vào cái hàng bên trên nữa ha. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, sau đó sẽ móc thêm nhiều hàng móc đều nữa. Các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng tăng ở bên trên, tính luôn cả vòng đầu tiên là bao nhiêu hàng móc thì các bạn sẽ móc cho mình cái hàng mà mình móc không tăng bấy nhiêu hàng nha. Ở đây mình đã móc lên tổng cộng là 7 hàng móc đều không tăng mũi. Tổng số hàng móc đều bằng với tổng số hàng móc mình tăng bên trên rồi. Ta sẽ có được một cái độ sâu cho cái lồng đèn như thế này ha. Đây. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Những bạn nào tăng sai thì cũng dựa cho mình vào cái số vòng móc tăng bên trên và mình móc cái phần thân dưới bằng ha. Sau đó bây giờ mình sẽ móc giảm mũi để mình bo lại cái phần lồng đèn của mình. Để bo lại thì các bạn sẽ xác định cho mình cái hàng cuối cùng mà mình tăng bên trên nè. Hàng tăng cuối cùng bên trên của mình là 5 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống cái vòng móc bên dưới ha. Những bạn nào mà tăng sai thì các bạn cứ bê cho mình số mũi móc đơn lẻ của hàng tăng cuối cùng ở phần trên. Được bao nhiêu mũi móc đơn lẻ thì các bạn sẽ bê cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này xuống phía dưới. Ở đây của mình là 5 mũi nè, thì các bạn sẽ bê cho mình 5 mũi đó xuống phía dưới. Móc cho mình 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai vào chân thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm. Khi có được 5 mũi mỗi chân rồi nè, ở phần tăng mũi bên trên thì chân kế tiếp mình móc mũi tăng. Còn bây giờ mình giảm mũi cho nên các bạn sẽ chụm cho mình 2 chân liên tiếp lại thành một mũi ha. Thì cách chụm sẽ như sau. Mình sẽ chụm lại 2 cái chân liên tiếp nè, đâm kim cho mình vào chân thứ 6. Sau đó kéo len qua chân móc. Lúc này các bạn kéo len mình đừng có kéo dài cái sợi len quá. Đừng có kéo dài lên quá mà các bạn sẽ kéo sát với lại cái đầu kim luôn. Sau đó mình giữ nguyên vị trí này và đâm kim đến chân kế tiếp. Kéo len. Sau đó kéo len qua hết 3 đường trên kim. Như vậy là ta sẽ tạo ra được một mũi giảm ha. Mình sẽ có cụm móc như thế này. 5 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. Ta sẽ có 5 mũi mỗi chân. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm. Sau đó sẽ móc cho mình mũi giảm ở 2 chân kế bên ha. Lần lượt đâm kim vào 2 chân móc nè. Chân đầu tiên, tiếp tục chân thứ hai, kéo len qua hết 3 đường trên kim, ta có được cụm thứ hai và móc tương tự đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ có được 7 cụm móc cho vòng móc này ha. Ta giảm đi được 7 mũi. Tiếp tục kết thúc vòng. Đâm kim vào chân đầu tiên, móc một dời, guốc lại, lên một mũi móc xích. Thì các bạn sẽ thấy cho mình ở cái phần thân của lồng đèn mình nó sẽ có cái độ bo nhỏ lại nè. Tiếp tục các hàng kế tiếp cũng giảm mũi. Thì nó khác với cái phần tăng mũi bên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên một mũi. Thì ở cái phần giảm mũi các bạn sẽ giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi. Ở đây của mình là 5 mũi mỗi chân, thì bây giờ mình sẽ giảm còn lại là 4 mũi mỗi chân ha. 4 mũi mỗi chân này thì các bạn sẽ móc cho mình 4 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Được 4 mũi rồi, giảm hơn so với hàng bên trên 1 mũi rồi, thì bây giờ mình sẽ móc mũi giảm ở 2 chân kế tiếp ha. Đâm kim vào chân kế bên nè, kéo len qua chân móc. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len và kéo hết qua 3 đường trên kim thì mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn có thể móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng, hoặc mình cũng có thể đảo công thức như cái phần tăng mũi nè. Số mũi móc đơn lẻ của mình đang là 4 mũi thì chia đôi ra, mình sẽ đưa cái mũi giảm vào chính giữa. Các bạn có thể đảo công thức như sau. Ta sẽ móc 2 mũi móc đơn mỗi chân trước. Sau đó tiếp tục sẽ là mũi giảm ở 2 chân kế bên ha. Đâm kim vào chân thứ 3 nè, kéo len, thứ 4, kéo len và kéo qua hết 3 đường trên kim. Còn lại 2 mũi nữa thì móc vào 2 chân kế bên. Như vậy là khi đảo công thức mình sẽ có được cụm như thế này. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó tiếp tục móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Cứ giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống một mũi, và các bạn có thể đảo công thức ở những hàng có số mũi móc đơn lẻ là số chẵn ha. Giảm cho mình cho đến khi hàng cuối cùng của mình còn lại tầm khoảng 12 mũi móc, tức là cái cụm đó nó sẽ là một mũi đơn, sau đó là một mũi giảm. Sau khi móc thêm nhiều hàng móc giảm mũi thì lúc này cái phần thân của lồng đèn của mình nó sẽ hình thành như thế này. Đây, hàng cuối cùng mà mình đang móc đây là một đơn, sau đó là một giảm nè. Mình có 7 cụm như thế này. Khi nó có một cái vòng tròn vừa phải rồi thì nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong để cho phần thân của lồng đèn được cứng cáp. Tiếp tục móc thêm một vòng móc nữa thì vòng móc cuối cùng này của mình nó sẽ là vòng móc với 7 mũi chụm liên tiếp vào 14 cái chân mà mình vừa tạo ở đây. Lần lượt đâm kim vào hai chân liên tiếp nè. Chân đầu tiên, chân thứ hai, sau đó kéo qua hết 3 đường trên kim ta có mũi giảm đầu tiên. Tiếp tục mũi giảm thứ hai. Hoàn tất được 7 mũi giảm liên tiếp rồi thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len ha. Mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài. Để sử dụng cái đoạn len này mình khâu bít cái khoảng trống này lại nè. Xỏ cho mình sợi len vào trong kim khâu. Vòng mà mình đang móc ở đây nó sẽ có tổng cộng là 7 cái chân móc. Ta lần lượt đâm kim vào 7 đường móc bên ngoài của 7 chân đó. Chân đầu tiên nè, chân thứ hai, tiếp tục chân thứ ba, chân thứ tư, chân thứ năm, chân thứ sáu và chân thứ bảy. Sau đó mình sẽ kéo sợi len thật mạnh cuốc lại để cho cái vòng tròn của mình nó khít lại thì ta sẽ hoàn tất được phần thân của lồng đèn. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong cái phần thân này ha, cắt len thừa đi nè, canh chỉnh lại cho phần gòn của mình nó đều thì mình sẽ hoàn tất được phần thân của lồng đèn. Sau khi hoàn tất được phần thân lồng đèn rồi bây giờ mình sẽ tạo những cái khứa cho lồng đèn ha. Xỏ cho mình sợi len khác màu vào. Các bạn sẽ tạo một guốc ở một đầu còn lại. Mình sẽ đâm kim ở cái tâm điểm, tức là cái vòng tròn ở phía dưới nè. Các bạn sẽ đâm kim từ dưới. Sau đó mình sẽ đâm kim lên phía trên cũng vào cái vòng tròn luôn ha. Tức là vào hai tâm của cái vòng tròn phía trên và phía dưới nè. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len. Khi kéo được gần cuối rồi ở cái sợi len của mình nè, sợi len của mình được tạo ra từ những cái sợi nhỏ thì các bạn sẽ đâm vào chính giữa của những cái sợi này để mình cố định lại được cái đường khâu nè. Kéo lại ha. Thì tùy, nếu các bạn thích cho cái lồng đèn của mình nó có cái khứa đậm á, thì mình kéo mạnh vào. Còn những bạn nào mà thích cho nó vừa phải thì mình kéo nhẹ thôi ha. Sau đó từ đây mình sẽ giống thẳng hàng qua, mình sẽ tạo 6 cái khứa. Thì khi tạo được khứa đầu tiên rồi các bạn tiếp tục đưa thẳng về cái phía bên này, đối diện. Và mình cũng đâm kim vào tâm điểm của hai cái mặt ha, trên và dưới nè. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái khứa còn lại ha. Được một nửa này rồi thì chia làm 3 và các bạn sẽ đưa cho mình tiếp tục về phía bên này ha. Sau đó giống thẳng hàng và đối diện với cái khứa mà mình vừa tạo nè. Sau khi tạo ra được những cái khứa cho phần thân lồng đèn của mình rồi thì đến đây các bạn sẽ tạo cho mình một guốc để mình cố định lại cái đường mà mình vừa tạo ha. Giấu sợi len thừa và cắt đi nè. Ta sẽ hoàn tất được phần thân của lồng đèn như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần chụp đầu ở bên trên ha. Thì phần chụp đầu ở đây mình đã móc lên 3 hàng móc. 3 hàng móc này công thức móc tương tự giống như là cái phần thân của lồng đèn. Vòng đầu tiên với 7 mũi móc đơn, vòng thứ hai 7 mũi tăng và vòng thứ ba móc 7 cụm, 1 đơn và 1 tăng. Ta sẽ có được độ rộng cho cái phần chóp này. Những bạn nào mà tăng sai thì các bạn có thể móc cho mình bằng 1/2 so với số hàng móc mà mình tăng ở phần thân của lồng đèn, bằng 1/2 số hàng móc này ha. Thì mình sẽ có được cái độ rộng như thế này cho phần chóp. Sau khi đã hoàn tất cho mình được 3 hàng móc tạo độ rộng cho phần chóp rồi thì các hàng kế tiếp không cần phải tăng mũi. Ở cái hàng đầu tiên mà mình móc cái phần thân dưới, các bạn để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có 2 đường móc. Theo chiều mình đang móc thì sẽ có một đường nằm bên dưới nè, một đường nằm bên dưới như thế này và một đường nằm bên trên. Thì tất cả các cái mũi móc của hàng móc đầu tiên này mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên dưới ha. Đây là chân đầu tiên này thì cũng đâm kim vào đường bên dưới, móc mũi móc đơn. Sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn ha. Hoàn tất được đến cuối vòng tạo cái độ sâu cho cái phần chóp rồi thì tiếp tục kết thúc vòng. Tương tự như phần thân ha, cũng guốc lại cho mũi giờ nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Từ hàng móc thứ 2 trở đi thì mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không đâm vào đường nằm bên dưới nữa. Mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần chóp của mình nó có được một cái độ cao tương thích với lại cái phần thân của lồng đèn. Thì tùy vào kích thước của lồng đèn mà các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự ha. Size này thì mình sẽ dừng lại ở 2 hàng móc tạo được cái độ cao cho phần chóp của lồng đèn rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc phần bèo cho chóp của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Để móc phần bèo thì để ý ở cái hàng móc tăng mũi cuối cùng ở bên trên. Mỗi cụm của mình nè, một móc đơn và mũi tăng là mỗi cụm của mình nó sẽ có 3 chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình ở mỗi họa tiết là nằm ở 3 chân móc này ha. Mình sẽ đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài theo chiều mà mình đang móc nè. Đây là nó trái ngược với cái hàng mà mình móc phần thân bên trên ha. Đường nằm bên dưới nè và đường nằm bên trên là đường nằm bên ngoài á, thì các bạn sẽ đâm kim vào đường nằm bên ngoài. Mỗi cụm của mình là 3 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình chân đầu và chân cuối là mũi móc đơn, còn chân nằm chính giữa mình sẽ móc 2 mũi nửa kép. Thì đây là chân đầu nè, móc cho mình mũi móc đơn vào chân đầu tiên, cũng đâm vào đường nằm bên ngoài ha. Đối với những bạn nào mà cái cụm bên trên của mình nó nhiều hơn 3 mũi thì cứ móc chân đầu là mũi đơn, cái chân nằm chính giữa thì 2 mũi nửa kép vào cùng chân móc, còn chân cuối cùng thì móc mũi móc đơn ha. Của mình là 3 mũi nên chân nằm chính giữa sẽ là 2 mũi nửa kép, sau đó chân thứ 3 sẽ là mũi móc đơn. Để kết thúc họa tiết của mình thì các bạn tiếp tục đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi móc đơn cuối cùng đó, móc một mũi dời, ta sẽ tạo ra được họa tiết đầu tiên. Làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ha. Mỗi họa tiết sẽ nằm ở 3 chân móc nè. Thì chân đầu tiên sẽ móc mũi móc đơn, chân nằm chính giữa sẽ móc 2 mũi nửa kép cùng chân móc, chân cuối cùng sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó kết thúc họa tiết thì cũng đâm kim vào cái chân cuối cùng đó, móc một mũi dời và tiếp tục cái họa tiết tiếp theo ha, móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 7 cái họa tiết như thế này. Kết thúc thì mình sẽ đâm kim vào cái chân cuối cùng đó và các bạn sẽ đâm luôn vào chân móc ha, móc một mũi dời. Lúc này mình sẽ kéo dài sợi len và cắt len, cắt một đoạn len vừa đủ dài, kéo sợi len ra nè. Sợi len lúc này đang nằm ở mặt phải của sản phẩm, ta đâm kim từ trong ra ngoài vào chân mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len vào bên trong. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần chóp ha. Đến đây thì sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu và mình sẽ khâu cái phần chóp này lên trên phần thân của lồng đèn. Ở cái hàng móc cuối cùng, phần tăng mũi cuối cùng ở cái họa tiết chóp của mình nè, là cái vòng mà mình có cụm 1 móc đơn sau đó là mũi tăng, tức là mình sẽ có 21 chân móc. Thì 21 chân này nó sẽ tương đương với cái hàng móc thứ 3 của phần thân. Mình sẽ khâu ở giữa hàng móc thứ 3 và thứ 4 ha, là những cái chân móc này nè, ta đưa cái phần chóp vào. Để khâu lại thì ở phần thân của lồng đèn các bạn sẽ khâu cho mình ở 2 cái chân móc nằm ngang ha. Đây, lần lượt đâm kim vào 2 chân móc nằm ngang nè. Còn ở cái phần chóp thì đâm kim từ ngoài vào trong cái chân móc mà mình chừa ra ha. Đây thì mình sẽ khâu như sau nè. Phần thân ha, đâm kim giữa hàng thứ 3 và hàng thứ 4 vào 2 đường móc nằm ngang nè. Còn cái phần chóp thì đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên. cái đường móc mà mình chừa ra ha. Sau đó tiếp tục ở phần thân của lồng đèn nè, chân móc mà mình vừa đâm kim lên thì đâm xuống, sau đó đâm kim qua cái chân nằm ngang bên cạnh. Tiếp tục đưa lên phần chóp, đâm kim vào chân kế bên, từ ngoài vào trong ha. Khi khâu một đoạn vừa phải rồi thì các bạn sẽ guốc lại cho cái đường khâu của mình nó sát lại. Các bạn sẽ khâu lần lượt cho mình cho đến gần hết cái phần chóp này. Thì mình sẽ có một cái khoảng trống, nhồi một ít gòn vào bên trong cho phần chóp của mình nó có cái độ cứng cáp hơn. Sau đó mình sẽ khâu cho đến hết. Sau khi đã khâu hoàn tất cho mình được chóp bên trên rồi, các bạn tiếp tục móc tương tự cho mình cái phần chóp bên dưới ha. Sau đó mình cũng khâu tương tự, ta sẽ có được phần thân của lồng đèn như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần sừng nè. Ở đây mình đã móc sẵn một cái sừng như thế này ha. Sừng của mình nó sẽ có hai nhánh, một nhánh ngắn và một nhánh dài, để mình khâu vào hai bên của lồng đèn. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn với 7 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên này. Ta sẽ có 7 mũi móc đơn. Đối với những bạn nào mà tăng size thì vòng đầu tiên các bạn móc cho mình 7 mũi móc đơn. Vòng thứ hai mình có thể tăng mũi, hoặc các bạn cũng có thể tăng mũi ở cái vòng đầu tiên này. Mình có thể móc nhiều hơn 7 mũi. Các bạn có thể nằm trong khoảng 7 mũi cho đến 12 mũi ở cái vòng tròn đầu tiên này ha. Khi đã có được 7 mũi rồi, guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại, đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại và lên một mũi móc xích. Size này của mình thì phần sừng nó sẽ dừng lại ở độ rộng với 7 mũi móc. Các hàng móc kế tiếp thì móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Nhớ ha, những bạn nào mà tăng mũi thì có thể tăng ở vòng thứ hai hoặc là tăng ở vòng đầu cũng được. Tăng ở vòng thứ hai thì mình sẽ làm công thức tương tự giống như là cái phần chóp này nè. Vòng thứ hai mình có thể móc các mũi tăng liên tiếp, hoặc là mình cũng có thể thay đổi công thức, móc cho mình mũi đơn sau đó là mũi tăng ha, hoặc là hai mũi đơn sau đó là mũi tăng, tùy vào các bạn tăng cái độ rộng của phần sừng. Sau đó tiếp tục mình sẽ móc thêm các hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn để tạo cái độ rộng cho phần sừng. Mình có 7 chân thì mỗi chân móc một mũi móc đơn nè. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Tiếp tục mũi thứ 5 vào chân thứ 5, mũi thứ 6 vào chân thứ 6 và mũi móc đơn thứ 7 vào chân thứ 7. Khi có được 7 mũi rồi ha, kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa thì phần sừng của mình nó sẽ có hai nhánh. Móc cho mình một nhánh là có 5 hàng móc như thế này, tính luôn vòng đầu tiên, còn nhánh còn lại sẽ là 4 hàng móc ha. Và cũng tùy vào size mà các bạn có thể tăng cho mình số hàng móc này. Sau khi kết thúc được hai cái họa tiết này rồi thì các bạn quay ngược một họa tiết lại, đâm kim vào cái chân đầu tiên của họa tiết này, đồng thời đưa kim về cái họa tiết của cái sừng tiếp theo á, của cái nhánh tiếp theo ha, đâm kim vào một trong những cái chân móc bất kỳ. Sau đó mình sẽ móc mũi đơn vào hai cái chân móc này. Ta chụm lại được chân đầu tiên ha. Chân thứ hai các bạn cũng chụm lại cho mình. Chân kế bên của một sừng nè và chân kế tiếp của sừng còn lại, móc mũi đơn. Như vậy là mình sẽ nẹp được hai cái sừng lại, tạo hai cái nhánh như thế này. Thì lúc này mỗi cái nhánh của mình nó sẽ còn lại là 5 chân móc. Thì các bạn lần lượt móc cho mình 5 chân của cái sừng đó ha. Đây là cái nhánh đầu tiên nè, còn lại 5 chân thì móc cho mình 5 mũi móc đơn vào 5 chân. Mũi đầu tiên, tiếp tục mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư vào chân thứ tư và mũi thứ 5 vào chân thứ 5. Khi móc cho mình được 5 mũi vào cái nhánh đầu tiên rồi thì nhánh kế tiếp cũng còn lại 5 chân móc, thì các bạn cũng lần lượt cho mình móc 5 mũi móc đơn vào 5 chân này ha. Sau khi hoàn tất thì móc vào chân của mũi móc đơn, ta móc đầu tiên, móc một mũi dời, lên một xích. Thì như vậy là ở cái vòng nối này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 10 mũi móc đơn. 10 mũi này sẽ tạo ra độ rộng cho phần sừng ha. Các hàng kế tiếp thì cứ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Tùy vào size của họa tiết lồng đèn của mình mà các bạn sẽ móc lên cho mình sao cho nó có cái chiều cao phù hợp ha. Mẫu này thì mình sẽ dừng lại ở 2 hàng móc nối nè, ta sẽ có được chiều cao của phần sừng như thế này. Mình sẽ móc 2 sừng tương đương với nhau, sau đó mình sẽ khâu vào trong thân của lồng đèn. Các bạn sẽ đưa cho mình 2 mặt của cái sừng ngắn vào trong ha, hoặc mình cũng có thể đổi ngược lại, đưa sừng ngắn ra ngoài cũng được. Xỏ sợi len vào trong kim khâu nè, sau đó ta sẽ khâu vào trong hai bên ở phần thân của lồng đèn nè. Mình sẽ khâu ở những cái vị trí khứa đối diện với nhau nhé. Để khâu lại thì tương tự giống như cách mà các bạn khâu ở cái phần chóp á. Mình sẽ đâm kim vào những cái đường móc tương ứng với nhau. Khâu tương tự cho mình làm sao mà canh chỉnh cho cái phần sừng của mình nó cân đối là được. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó mình sẽ khâu cho cái phần còn lại. Lưu ý ở cái phần sừng khi các bạn khâu á, mình sẽ nhồi một ít gòn vào bên trong cho phần sừng của mình nó được đứng cứng cáp hơn ha. Đây, ta sẽ có được cái phần sừng như thế này. Khâu cho mình phần sừng đối diện. Sau khi đã khâu cho mình 2 sừng vào hai bên của lồng đèn rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái phần tua ru. Tua ru thì chừa một đoạn len vừa đủ dài, sau đó mình sẽ tạo một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút nè. Thì đây là cái sợi len ngắn mà mình chừa ra ha. Từ đây móc lên một dây móc xích sao cho khi mà mình gặp đôi lại, nó sẽ từ cái vị trí này lên đến bên trên và tạo ra một cái đường dây dài để mình có thể treo trang trí ha. Mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 75 mũi móc xích. 1, 2. Tùy vào size mà số xích này nó có thể khác nhau ha. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình cái số xích này. Sau khi hoàn tất được độ dài 75 mũi xích, ta nối lại thì mình sẽ được cái chiều cao của sợi dây. Kết thúc thì ta đâm kim vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên mà mình bắt đầu tạo á, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Khi cắt len thì mình sẽ cắt một đoạn len gần bằng với lại cái sợi len thừa mà mình chừa ra ban đầu ha. Ta sẽ có được cái đoạn xích như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần tua ru ở bên dưới ha. Tiếp tục sử dụng đoạn len và mình đo bằng với lại cái chiều dài của cái sợi mà mình chừa ra, sau đó gập đôi lại. Ta sẽ có được cái chiều dài của đoạn xích nè. Các bạn sẽ gập cho mình nhiều sợi làm sao cho nó có cái độ dày vừa phải cho cái phần tua ru của mình. Sau đó mình sẽ gập đôi cái phần này lại ha. Lấy cái vị trí chính giữa. Mình sẽ đưa 2 cái sợi len mà mình chừa ra ở cái đoạn xích á, đưa vào chính giữa của cái chùm mà mình vừa cắt ở đây. Sau đó các bạn sẽ cột guốc ở chính giữa. Gộp cho mình tất cả các cái sợi len thừa lại và mình tiếp tục sử dụng một đoạn len bằng hoặc là dài hơn so với cái đoạn len mà mình chừa ra ha. Giữ nguyên một đầu và mình sẽ quấn khoảng tầm 2 vòng, chừa một cái vị trí làm mắt ở bên trên nè. Các bạn quấn cho mình 2 vòng ha. Vòng thứ nhất nè, vòng thứ hai. Sau đó cắt cái đoạn len dài bằng với cái đoạn mà mình chừa ra và mình sẽ cột guốc lại ở vị trí này. Khi cột thì nhớ kéo căng lại thì cái đường cột của mình nó sẽ chắc chắn hơn ha. Ta sẽ có được một phần dây tua ru như thế này ha. Cái đoạn ở phía dưới các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn vừa đủ để mình canh cho cái phần tua ru của mình nó đều lại. Sau đó để gắn cái phần tua ru này vào trong thân của lồng đèn nè. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái vòng tròn đầu tiên mà mình tạo ở cái phần chóp bên trên, từ cái phần sừng ha, đâm kim xuống phía dưới. Mình cũng đâm kim vào cái tâm điểm của cái chóp ở phía dưới luôn ha. Sau đó kéo căng cho cái lồng đèn của mình nè, để thấy cái đầu kim và mình sẽ kéo cái đoạn xích mà mình tạo. Kéo căng lên ở giữa hai tâm điểm này và kéo lên trên ha. Sau đó kéo sát lại cho cái phần tua ru của mình nó sát với cái đỉnh ở phía dưới. Canh chỉnh lại nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu lồng đèn để trang trí như thế này ha. Các bạn cũng có thể thay đổi màu tùy thích hoặc mình canh chỉnh tăng giảm size phù hợp với cái mục đích mà các bạn sử dụng. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.